Trên thị trường thì chúng ta thấy rằng omega có nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là loại omega 369, đúng không ạ? Nó được chứa đựng trong một cái lọ rất là to. Và người dân Việt Nam thì thường thường đi theo xu hướng là ôi nó vừa to này nó lại vừa rẻ, hiểu không? Omega 369 rất là rẻ. Vậy chúng ta nhìn nhận ba cái loại này như thế nào và cách chúng ta ứng xử nó ra sao? Thì thứ nhất ạ, ba cái loại omega 369 này thì đều là ba cái loại chất béo mà cơ thể rất là cần thiết, rất là cần thiết. Trong đó thì omega 3 và omega 6 là những cái loại omega thiết yếu mà cơ thể không tổng hợp được. Tức là bắt buộc chúng ta phải lấy cái omega 3 và omega 6 này từ bên ngoài thông qua thức ăn, đúng không ạ? Trong đó thì omega 9 là một loại chất béo không thiết yếu, tức là cơ thể cũng không cần quá nhiều, nhưng cơ thể lại tự tổng hợp được. Vậy chúng ta có cần uống omega 9 từ bên ngoài không ạ? Không, đúng không? Một là nó không thiết yếu này, hai là cơ thể có thể tự tổng hợp được mà, đúng không? Tự cơ thể có thể sản xuất được, tại sao chúng ta phải đưa thêm vào? Vậy chúng ta sẽ quan tâm đến omega 3 và omega 6 nhé, là những chất thiết yếu này, cơ thể chắc chắn cần, đúng không? Nhưng lại lại không tổng hợp được, bắt buộc phải đưa từ bên ngoài rồi. Thì omega 3 nó được thể hiện bởi cái hoạt chất chính đó là EPA và DHA, có một số loại thì có thêm ALA. Và ở đây chúng ta nhận thấy một điều, đó là với omega 3 ấy ạ, trong thực phẩm nó sẽ có nhiều ở trong một số loại tảo, nó có nhiều ở trong các cái nhuyễn thể, là tức là những cái động vật mà nó không có cái hình hài cụ thể và nó cũng có nhiều ở trong trong cá, đúng không ạ? Omega 6 thì nó cũng có nhiều ở trong các loại hải, các loại dầu cá. Và ở trong những cái chai dầu ăn của chúng ta nhé, thì phần lớn nó là omega 6, omega 3 rất ít đấy. Omega 3 rất ít luôn ạ. Và với cái việc mà chúng ta cần omega 3 và omega 6 như thế này thì cái lượng mà thông qua thực phẩm ở omega 3 gần như là không đủ, gần như là không đủ. Trong khi đó thì cái lượng omega 6 ở trong cơ thể của chúng ta thì cần ít hơn, cần ít hơn. Thì thông qua thực phẩm chúng ta hoàn toàn có thể nạp đủ thông qua con đường ăn uống tự nhiên. Do vậy là nếu như phải dùng, đúng không ạ, omega 3 thì chúng ta cần phải dùng omega 3 dưới dạng bổ sung, chúng ta chỉ nên dùng omega 3 không thôi, không có omega 6 và không có omega 9, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nguồn cung cấp ấy, omega 3 là thông qua thực phẩm thông thường và thông qua thực phẩm chức năng. Còn đối với omega 6 thì chúng ta chỉ cần ăn uống đầy đủ, đúng không ạ? Cơ cấu các cái nhóm chất là chúng ta đã đủ cái được omega 6 rồi. Để ở đây chúng ta bắt đầu thay đổi cái phong cách tiêu dùng. Thay vì việc là uống một cái hỗn hợp omega 369, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ khai vấn cho khách hàng, tư vấn cái việc chỉ sử dụng omega 3 thôi. Nó có một cái câu chuyện như thế này. Vậy nếu như uống omega 6 thêm vào thì có sao không? Xin thưa là rất sao. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà cái tỷ lệ giữa omega 3 và omega 6 ấy, nó không đúng với cả cái tỷ lệ để hỗ trợ cơ thể. Bình thường nó sẽ là 4 omega 3 và 1 omega 6, thì đây là một cái tỷ lệ lý tưởng cho các cái hoạt động vận hành của các cái chất béo ở trong cơ thể, đúng không ạ? Nó sẽ tạo nên một cái dòng chảy để nó giảm bớt các cái chất béo xấu ở bên trong, sâu ở bên trong là các loại mỡ ở lòng mạch, các loại mỡ ở bên ngoài, các cái tạng phủ, hay nói cách khác đấy là cái cách thức để chúng ta dùng mỡ nó dán nó để giảm bớt cái lượng mỡ ở trong máu. Nhưng nếu như mà chúng ta đẩy cái tỷ lệ omega 36 tăng lên thì lúc này thay vì nó làm cái nhiệm vụ là chống trơn trượt bám dính ở trong lòng mạch, đúng không ạ, nó làm bong tróc các cái mảng bám, thì vô hình chung nó sẽ tạo nên một cái chất dính, và chính cái omega 6 này nó sẽ tạo nên cái việc dính các cái tiểu cầu khi nó thực hiện các cái hoạt động chống viêm ở bên trong cơ thể. Nó sẽ dính các cái giọt mỡ lang thang ở trên dòng máu và nó sẽ vô tình nó sẽ tạo nên những cái mảng vữa ở bên trong lòng mạch, đúng không ạ? Và chỉ cần chúng ta bỏ omega 3 6 đi, chỉ dùng duy nhất omega 3 trong vòng 21 ngày, các bạn sẽ thấy cục diện hoàn toàn khác. Thông qua xét nghiệm làm được ạ. Thông qua xét nghiệm làm được. Thì với những khách hàng nào các bạn nói, ôi tại sao cô dùng đấy, cô cũng đi nước ngoài rất là nhiều, mua sản phẩm toàn ở các nhà thuốc ở nước ngoài thôi, đúng không ạ? Cô dùng thế này mà các cái chỉ số mỡ máu không thay đổi, đúng không ạ? Vẫn rất là lo lắng khi ăn uống. Thì lúc này các bạn nên check lại, vì có thể cô đang dùng omega 3 69. Chỉ cần cô dừng cái này lại, cô dùng omega 3 trong vòng 21 ngày thôi ạ.
xét nghiệm nó sẽ thay đổi. Thay đổi thực sự ấy ạ. Và đấy chính là cái cách thức là tại sao chúng ta cần phải lựa chọn cái phương pháp đúng, đúng không ạ? Kết quả nó sẽ được biểu hiện ngay.